Xin chào các bạn, hôm nay thì lại chia sẻ với các bạn là cái cách học tiếng Trung nhanh nữa. Thì các bạn thấy rằng là ở cái thời của chúng ta đó thì là chúng ta sử dụng những cái phần mềm đúng không nào? Đó, ví dụ như cô vào phần Google chẳng hạn đi, đúng không? Ví dụ như cô muốn về tiếng Việt thì cô phải làm như thế nào? Cô về này là cô về tiếng Việt rồi đúng chưa nào? Đấy, cô ví dụ cô vào phần dịch chẳng hạn đi, đúng chưa? Đó. Nhưng mà bây giờ cô lại không muốn vào cái phần tiếng Việt này nữa, cô muốn dùng trực tiếp bằng phần tiếng Trung cơ. Ví dụ như vậy, để chúng ta phát triển nhanh về tiếng Trung thì chúng ta sẽ vào phần pinyin. Và các bạn thấy rằng là ở trong đây chúng ta muốn tra bất cứ một cái gì cũng được hết. Ví dụ chúng ta tra là Bắc Kinh chẳng hạn, Bắc Kinh chẳng hạn. Bắc Kinh, Bắc Kinh chẳng hạn. Bắc Kinh ở đây thì có rất là nhiều đúng không nào? Đó. Chúng ta vào Bắc Kinh thì trong cái phần mà Bắc Kinh này á, ví dụ như cô vào Bắc Kinh, thành phố Bắc Kinh đi. Đúng không? Thì ở đây người ta sẽ thuyết trình cho mình về cái Bắc Kinh. Ở đây rất là rõ ràng là các em. Bắc Kinh ở Trung tinh xem chữ chữ ở quan ủy chỉ tha phá chỉnh chan Bắc Kinh tầng tầng vân vân. Ok. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể học tiếng Trung một cách nhanh nhất, và khi chúng ta phiên dịch cũng như vậy, và chúng ta có một cái thao tác rất là nhanh, chứ không phải là chúng ta học từng chữ rồi từng ghép từng mảnh từng miếng một. Nó không phải là như vậy đâu các bạn. Cái cách học như vậy á là chỉ để cho dành những các bạn 3 tháng đầu tiên á, các em biết sơ qua thôi. Chứ còn khi mà chúng ta đã có bảng chữ cái tiếng Trung rồi á, và chúng ta có 214 bộ thủ chọn gói rồi á, thì chúng ta vào thẳng trong những phần này để chúng ta học cho nó nhanh các em nhé. Ví dụ như là gì đây, ở trong đây người ta nói rất là nhiều vấn đề thì bản thân mình không thể đọc được hết như thế này. Chúng ta là người nước ngoài mà, đúng không nào? Mật độ dân số, dân tộc đồ vân vân, đúng không? Đấy, người ta có thể tra cứu được và là các mảng, các phiên dịch luôn. Đấy. Vậy thì làm thế nào để nhanh được? Ví dụ như phần lịch sử, ví dụ như vậy, thời kỳ trước, thời kỳ sau, vân vân, tiền tiền tần hậu tần, ví dụ như vậy, đời Minh, đời gì đó, vân vân. Các em nhìn thấy nó rất là nhiều đúng không nào? Đó. Có thể xoay lại màn hình ngang được không? Cho nó rộng cho các em nhìn thấy. Thì khi mà chúng ta thấy rằng là ở trên này á, mình làm cái dữ liệu nó rất là nhanh các em nhỉ. Không có khó khăn gì đâu. Đó. Như vậy thì ví dụ như bây giờ cô muốn cho bên các bạn biết về Duyên Hải chẳng hạn đi, Việt Nam chẳng hạn đi. Thì cô chỉ cần gõ cái chữ là Duyên Hải Việt Nam. Đúng không? Mình giới thiệu với đất nước con người Việt Nam của mình ví dụ như vậy. Nhưng mà mình lại dùng bằng tiếng nước ngoài để mình giới thiệu cơ, đúng không? Và chúng ta phải phải học. Thì ở trên cái bách ở trên cái bài tu á, đúng không? Duyên Nam là Đông Nam Á ví dụ như vậy, đúng không nào? Thì ở trong này á, người ta sẽ có những cái chữ ví dụ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cô ví dụ như vậy, chúng ta sẽ đọc như thế nào nào? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy chưa? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy. Thì ở đây họ họ phiên dịch cho mình, và ở trên cái phần này các em giới thiệu rất là rõ ràng. Mình ở đây là dân số của mình là bao nhiêu nhỉ? Đơn vị chục trăm ngàn đúng không? Chiều trăm lưu bảy quan nhân khẩu, tức là nhân khẩu đúng không nào? Như vậy thì ở đây á, khi mà mình đổi ra cái con số này á các bạn nhé, là cái từ vạn ở đây á, là phía sau lại còn mấy số 0 nữa cơ, các em biết không? 4 số 0 nữa đúng không? Đấy, 4 số 0 đúng không? Là chúng ta có 96 triệu dân. Đó, các em thấy chưa? Đấy là những nhà phiên dịch người ta nhìn vào người ta giỏi. Như vậy là làm sao chúng ta có thể phiên dịch và chúng ta giới thiệu một cách nhanh như vậy được, đúng không? Trên thế giới này là như thế nào này, đúng không? Đấy. Vậy thì truy ta trưởng sư sư hữu chư miền sư, tức là cái thành phố mà lớn nhất đó chính là thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thấy không? Như vậy thì cái thủ đô của Việt Nam nằm ở đâu? Thì các bạn thấy rằng là ở đây người ta sẽ đề ngay cho mình là Yue Nam tờ sổ tu sư hữu nơi sư, tức là gì? Người ta đến đất nước của mình, người ta sẽ biết rằng là cái thủ đô của mình nằm ở đâu? Nằm ở Hà Nội, đúng không? Đấy, sổ tu là thủ đô, sư hữu nơi sư đó chính là thành thủ đô Hà Nội không nào? Ở tại Việt Nam đúng không? Đó. Như vậy thì ở đây về cái văn hóa, giới thiệu về cái văn hóa như thế nào này, đúng không? Rồi vị trí này, đấy, rồi lại là thuộc về châu nào này, kinh tế làm sao này.
Thế các bạn thấy rằng là để mà học nhanh được như vậy á, thì chúng ta phải và cái biểu tượng cái lá cờ của nước mình nó như thế nào này đó, thì ra ngoài các em người ta đọc rất là nhanh đấy, nhưng mà nếu mình học từ chương á, thì mình học không nhanh được đâu. Và nó có hỗ trợ phần mềm thì ví dụ như là tủ lý tự yếu sinh phủ, đúng không, độc lập tự do hạnh phúc, đó là cái câu bất hủ muôn đời, đúng không, là mình có độc lập thì mình có tự do, mình có hạnh phúc. Như vậy thì ở đây á, cô chỉ giới thiệu cái phần để mà chúng ta có thể xử lý nhanh được trong phần ngoại ngữ. Thì các em thấy rằng là ở trong cái phần bài tu này họ giới thiệu, rất là nhiều các bạn nhé. Ở đây thì bạn nào đọc giỏi rồi á, thì các em có thể tự phiên dịch được, đúng không nào. Những cái mốc lịch sử của đất nước rất là quan trọng. Một ở đây thì họ để là mốc lịch sử là bao nhiêu đây nhỉ? 1954 này, 1975 này, 30 tháng 4 1975 này, vân 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 vân. 1986 này, 1995, 1998 này, những giai đoạn này phát triển, ví dụ vân vân như vậy. Đó. Và ở đây thì người ta có để cái dân số này rồi nói chung họ để nhiều lắm các bạn, lên đây phiên dịch, đúng không? Mà chúng ta không biết đọc á thì chúng ta nhìn vào và cái diện tích của mình á là bao nhiêu, và trên họ sẽ thống kê cho mình nhân khẩu của mình là bao nhiêu, mật độ của mình là bao nhiêu, đúng không, GDP của mình là bao nhiêu đấy, ví dụ như vậy. Thế các em thấy rằng là khi mà mình học ở trên này á, hoặc là mình đọc báo chí, ví dụ cho cô không đọc về Duyên Nản chẳng hạn, mà cô đọc về một cái đất nước khác chẳng hạn, cô muốn lên cô tra cứu về đất nước Hàn Quốc chẳng hạn đi, đúng không, cô chỉ để Hàn Quốc, là ở trên bài tu này sẽ cho chúng ta hiểu biết rất là rõ, đúng không nào. Đấy. À, Hán của, đúng không? Thì ở trên này người ta cũng cho mình biết rất rất là nhiều về những cái thông tin của một đất nước hoàn toàn chúng ta xa lạ, và khi chúng ta có thể đi du lịch, hoặc là chúng ta có thể phiên dịch, hoặc là chúng ta có thể làm bất cứ một cái việc gì đó, thì cái phần mà pinyin về chữ Hán này hỗ trợ cho chúng ta rất là nhanh các em nhé. Đấy. Họ cho chúng ta biết số liệu rất là cụ thể các bạn, thấy chưa? Đó. Sầu tu của nó là ở đâu này, đúng không? Đấy. À, vậy là cái gì đây? À, chỉ chơi ta trần sư là cái thành phố này, là thủ đô đấy, đúng không? À, quan phang ủy diễn, ngôn ngữ, đấy, dân tộc, chính phủ, vân vân tầng tầng, về thông tin, về dân số, về mật độ dân số, về lịch sử, vân vân hết. Thế thì ở đây thì các bạn thấy rằng là đa số đấy là người ta sẽ cho mình những cái thông tin trên trên trường quốc tế về lịch sử này các bạn, những mốc lịch sử của những cái đất nước, các quốc gia. Thì cái thông tin này được cho rằng là phổ biến nhất ra quốc tế nha các bạn nhé. Thì ở cái từ điển Bách Khoa đấy, từ điển Bách Khoa là từ điển nghiên cứu ấy, thì nó là chuẩn nha các bạn nhé. Bài tu đấy. Như vậy thì để một người bình thường mà có thể phiên dịch nhanh như thế này thì không bao giờ có đâu. Ví dụ như cô chỉ cần đọc một đoạn thôi, đúng không, cô chỉ cần đọc một đoạn cho các em nghe thôi. Cô ví dụ như một cái đoạn này nhé. Yếu ý Hàn Quốc tì tì mau Hàn Quốc tì hờ liều y ban sư chủng bày xiang nán hua chủng tung xiang hải. Ví dụ như vậy thì làm sao mà có thể mà dạy các em mà nhanh như thế này được, đúng không nào. Chỉ có những cái phần mà gọi là cái cách thức để làm cho ta học thành công trong tiếng Trung và nhanh nhất, và phiên dịch các mảng, các dạng, các chủ đề, chứ không thể nào mà dạy ngày xưa như là từng phần một, đúng không? Thậm chí là bây giờ các em cũng có thể là vào cái phần phiên dịch này, đúng không? Vào Google này. Rồi bây giờ cô còn hướng dẫn thêm cho một cái nữa, đó là các em về vào phần YouTube. Thì khi các em vào phần này á, thì các em thấy rằng là ở đây thì cô cũng chia sẻ cái kênh của Xem Vào Ngoại Ngữ, tức là hỗ trợ cho các em học tiếng Trung á, hoặc là tiếng Anh á. Thì các em có thể vào đây các em đăng ký từ chữ biết gì, thì em vào bảng chữ cái tiếng Trung. Sau đó các em học 214 một thủ chọn gói, và sau đó thì cô sẽ hỗ trợ các cái phần cài đặt phần mềm cho các em, làm cách nào để viết chữ Hán có dấu này, làm thế nào để cài được pinyin Apple trên điện thoại này, vân 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 vân, đúng không nào.
video đây thì nhiều lắm các em nhé, video đây thì nhiều lắm. Đó. Cô có thể giới thiệu sơ qua cho các bạn để các bạn có thể lên, các bạn có thể tự mày mò tự học đối với các bạn ở vùng sâu xa. Thế làm thế nào để chúng ta học nhanh tiếng Trung thì chúng ta phải có cái kỹ thuật của nó, đúng không nào? Đấy, để phát triển. Thì trong cái phần này tiếng đài, tiếng Trung cô cũng giới thiệu và cô đã dạy rất là nhiều lớp. Để nếu mà các bạn nào muốn học cô giáo kèm trực tiếp thì các em có thể điện thoại 0938876359, hoặc là các em có thắc mắc cài về vi tính hoặc là điện thoại các dạng máy móc thì các em có thể comment phía dưới, để email phía dưới thì cô sẽ hướng dẫn chia sẻ trực tiếp cho các em. Nếu mà các bạn thấy đây là những phần thi HSK các em nhé, thi HSK hỗ trợ phần nghe cho các bạn. Đây đặc biệt là phần đầu tiên là các em thấy là 2 trong 4 bộ thuộc chọn gói là rất là quan trọng này, đúng không? Rồi lại đến cái phần bảng chữ cái tiếng Trung này là 147.000 lượt xem này. Đấy là các em thấy rằng là những cái phần quan trọng, đúng không? Đấy. Và cái 10 nguyên tắc viết chữ Hán này là để các em có thể cầm bút tự viết được như người bản xứ, và ngoài ra thì các em có thể phiên dịch vân vân, đúng không nào? Đó. Ok. Như vậy thì cái video này cô sẽ dừng tại đây và sẽ chia sẻ cho các bạn vào những bước tiếp theo. Nếu như các em muốn học tiếng Trung nhé, các em có thể comment phía dưới, cô sẽ chia sẻ hướng dẫn cho các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.